Xin chào các bạn. Trong cái video demo này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách thức để mà import cái virtual option YU, tức là cái file OVA nó vào trong cái máy ảo. Vậy thì các bạn đã tiến hành cài đặt cái VMware Workstation lên trên máy của mình rồi đúng không? Nếu như bạn nào chưa cài thì hãy tải về từ trên cái group với cái khu vực có thể là tài liệu hoặc là tool nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ thử import cái file lab như sau: YU OVA, file này là YU 444 để nó update cùng những cái thành phần như Elastic, Kibana và những cái thành phần hỗ trợ kèm theo của nó đấy các bạn. Thì chúng ta thử mở nó ra và open with VMware Workstation. Các bạn cũng có thể import bằng VirtualBox nha, nhưng ở đây tôi thử bằng VMware Workstation xem sao. Thì cái YU này, trong một cái bài khác tôi có trình bày là nó gồm có những thành phần về server và agent. Server tức là cái máy dùng để quản lý và giám sát cũng như là dùng cho quản trị admin login vào. Còn workstation thì nó sẽ sử dụng cho cài đặt trên những cái hệ thống máy của endpoint, tức là những máy của end user hoặc là máy chủ, máy server mà chúng ta cần giám sát. Ở đây tôi tạo một cái folder để mà dễ quản lý. Tôi đặt tên là Virtual Lab nhỉ? Virtual Lab, tôi đặt tên Virtual Lab đi. Trong đây thì làm thêm cái nữa là IU, YU ha, YU. Ok. Rồi mình import nó vào. Đây là tên hả? Tên thì các bạn có thể là thay đổi lại sao cho thích hợp ha. YU Si Sao Huế. Import. Thì quá trình import này nó sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Với cái hệ thống YU này, nó là một hệ thống nguồn mở và nó đáp ứng được rất là nhiều cái vấn đề để khi chúng ta triển khai một hệ thống giám sát những cái sự cố, và nó có thể là phát hiện ra những cái tình trạng bị tấn công rồi những cái lỗ hổng bảo mật với vulnerability detection mà chúng ta thể xem ở đây nè. Ta thấy là đây là cái phần mà các bạn có thể tham khảo sơ qua nhé, giới thiệu tổng quan của nó. Chúng ta import theo cái hướng dẫn gốc là cái file này nhé. Các bạn hãy click vào đây thì nó sẽ có cái setup guide khá là dễ dàng thôi. Rồi chúng ta cũng có thể triển khai cái YU này từ Docker ha và bật nó lên. Nó có thể là phát hiện những hành động khả nghi, ví dụ netcat trên một máy chủ Linux, tức là chúng ta đã triển khai cái agent trên các máy Linux hoặc là các máy mà chúng ta cần giám sát, việc triển khai thế nào cũng khá là dễ thôi các bạn, khá là nhanh chóng và gọn gàng. Nó hỗ trợ rất là thuận tiện, nó có thể phát hiện những cái lỗ hổng như vulnerability detection, là những cái lỗ bảo mật mà nó có thì nó sẽ cảnh báo chúng ta rất là nhanh chóng và thuận tiện. Cho nên cái YU này cũng có thể được xem như là một trong những cái hệ thống SOC in a box, giống như cái Kali Linux Purple. Tuy nhiên cái Kali Linux Purple, tức là Kali tím ấy, nó sẽ có cả những công cụ để mà tấn công nữa. Còn cái YU này nó chuyên về CM rồi SOC, tức là giám sát. Cái thuật ngữ CM đó các bạn hãy search xem nha, sao nhé. Search rất là dễ. Ngày nay chúng ta có cái gì nhỉ? Đó là ChatGPT, thì các bạn cứ đây nhé, CM là gì nào? Đó. Thì nó sẽ giải thích một cách tổng quát cho chúng ta. Là một hệ thống quản lý thông tin và sự kiện bảo mật. Nó kết hợp giữa khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và phân tích các sự kiện bảo mật để phát hiện các mối đe dọa và những hành vi bất thường trong môi trường mạng. Đó, chúng ta thấy đó là một cái giới thiệu khá là tổng quát đúng không? Bây giờ mình quay trở lại xem thử cái con YU chúng ta nó import như thế nào. Processor 4 memory 8 GB là đang để ở chế độ default. Đương nhiên các bạn có nhiều RAM hơn thì có thể set nhiều hơn. Còn nếu như mà máy của các bạn chỉ có 8 GB RAM thì đương nhiên là rất là khó khăn đúng không? Chúng ta chỉ đặt cho nó khoảng 4 GB để mà chạy thử nghiệm thôi. Card mạng network adapter thì ở đây đang chế độ là brick mode, nhưng mà tôi muốn đặt cho cái chế độ là NAT để nó giao tiếp với một số cái hệ thống mạng khác á. Đương nhiên là trong thực tế thì chúng ta có thể ép thêm những cái card mạng sao cho nó thích hợp. Ở đây tôi cứ đặt NAT đi nha, thử xem thế nào. Rồi bật nó lên và login vào. Đương nhiên là khi login vào các bạn hãy kiểm tra xem là cái mật khẩu nó là gì ha, có lẽ là YU thôi đúng không, và nó sẽ load lên ở một cái địa chỉ IP chúng ta cần kết nối vào thông qua địa chỉ IP đó. Các bạn cần thêm có một máy attacker là Kali Linux Purple. Chúng ta sẽ chơi Kali tím nha các bạn, bởi vì khóa học này là nó dành cho những
chuyên gia, những cán bộ chuyên trách, và cái chủ đề của nó là đối phó, dò tìm, phát hiện những cái sự cố. Và chúng ta đã trải qua những cái lớp học về Pentest Hacking rồi, đương nhiên là mình cũng có thể là tìm hiểu lại cái Complex Submarine Hacking Lab này nha. Đây là một cái nội dung khá là hay, và trong đây nó có trình bày về Wayu SQL Onion, cách thức tấn công, cài đặt lab ngay từ đầu luôn, với 20 cái video, có cả những file subtitle luôn. Chịu khó dành thời gian ngồi xem, đi xem phim gì nha các bạn, là chúng ta sẽ nắm được rất là nhiều đấy. Còn tài liệu và tool thì mình tải ở đây, nó có rất là nhiều cái tool rất là hay, tool khá là khủng đấy. Và chúng ta hãy xem thử là login vào như thế nào ha, và sau đó kết nối nó ra sao. Đây, chúng ta hãy log vào bằng user root Wayu. Ok, chúng ta xem IP nó thế nào. Oh, không có cái lệnh này, ifconfig command not found. Chúng ta hãy kiểm tra xem cái lệnh trên hệ thống này là lệnh gì. Nếu như lệnh ifconfig nó không cho chạy thì các bạn sử dụng IP ADDR, và chúng ta thấy cái địa chỉ IP192.168.0.16 kìa, của lớp mạng NAT mà trên mô hình lab của tôi đang triển khai. Các bạn có thể xem lại trong cái series này nha. Đây là một series có những cái bài hướng dẫn khá là hay. Tôi nhớ cái Wayu của nó hướng dẫn cài đặt đâu trên những phần trên đấy các bạn. Ở video thứ 13 này, Intrusion Windows 10 Endpoint Wayu EDR. Ok, đó là nó triển khai agent rồi. Còn triển khai server thì những phần nào? Ở đây là cái chương trình khá là hay các bạn, tôi thấy rất là hay, tuyệt vời. Download và install Linux, login và cài đặt BSN, SQL Onion nó cũng triển khai luôn nè. Quá là hay luôn, quá tuyệt vời. Chắc nó nằm đâu đó các bạn. Còn quay trở lại với cái chúng ta xem sao. Xem từ cái Wayu này nó đã chạy được hay chưa thì các bạn hãy truy cập vào trong địa chỉ này nha. Truy cập vào trong địa chỉ này. Thử xem. http hay chấm xuyệt xuyệt 192.168.0.16. Có lẽ là chúng ta phải sử dụng HTTPS tại vì nó chỉ mở bọt 403 thôi. Và đây là một cái cell site certificate nên các bạn click cái phần advanced ha. Rồi sau đó chúng ta nhập username password vào. Phần này thì chúng ta sẽ trình bày ở một cái video hướng dẫn khác nha. Còn bây giờ thì các bạn hãy làm sao cho nó ra được cái giao diện này, tức là cái con Wayu OVA chúng ta đã import một cách khá là thành công đúng không? Với 8GB RAM, 4 core CPU, tôi nghĩ nó chạy cũng khá là ổn cho các môn lab trong khoa học của mình đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.